Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin khoảng 14 giờ 50 phút chiều 1 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự, sinh 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khi đang lẩn trốn tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Sự không tỏ ra chống đối hay có bất cứ hành động nào gây cản trở. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 31 tháng 5, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam T974, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, đóng tại địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Triệu Quân Sự đang chấp hành hình phạt tù chung thân ở trại tạm giam thì đã bỏ trốn. Đối tượng này từng phạm tội giết người, cướp tài sản, đào mũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ ba Sự trốn khỏi trại giam. Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội cấp bậc binh nhì thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ngày 22 tháng 8 năm 2012, Sự đào ngũ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, giết chủ quán để cướp nhẫn bông tai vàng. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Tòa án quân sự quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Sự thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung thuộc quân khu 5. Ngày 8 tháng 1 năm 2015, Sự trốn trại. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung thân. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, khi đang thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, đóng tại địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Sự tiếp tục trốn trại và bị bắt sau 15 ngày.